Cửa hàng xe Cumulao xin kính chào quý khách, và hôm nay đây em xin giới thiệu tới quý khách một dòng sản phẩm thuộc phân khúc hạng D với tài chính loanh quanh hơn 400 triệu. Mọi người có thể sở hữu được em nó rồi, thì trước mắt quý khách hàng đây là một chiếc Mazda 6 phiên bản 2.0 AT có ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen, thì xe đã lăn bánh được 7,6 vạn km rồi nhé mọi người nhé. Thì cùng em tìm hiểu xem qua là sơ bộ đánh giá từ chi tiết nước sơn cho tới vẻ bề ngoài cũng là bên trong nội thất để mọi người có thể tự tham khảo. Và có nên mua với tài chính 400 nên mua một chiếc xe phân khúc hạng D vừa rộng rãi vừa thoải mái để cho mọi người về phục vụ gia đình không ạ? Thì đây, đây em xin phép quay một vòng quanh xe cho quý anh chị xem này. Đó, xe rất là đẹp luôn mọi người ạ. Từ chi tiết nước sơn, sơn thì chắc chắn là không thể nào sơn zin rồi. Với đời 2016 thì không thể nào là sơn zin, không thể tránh được sức sát bên ngoài. Nhưng mà em luôn cam kết là kết cấu khung gầm bệ là luôn luôn hoàn toàn nguyên bản nha mọi người nhé. Thì đây là phần chi tiết cụm đèn hậu này. Mọi người nhìn thấy này, không hề có một vết ố nào luôn ạ. Xe thì cực kỳ là đẹp. Đó, mọi người với tầm tiền này mọi người có thể mua được một chiếc xe phân khúc hạng D thì quá là một quả là một món hời rồi. Thì đây, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn. Thì trước tiên về phần đầu xe thì chúng ta có đèn này. Mọi người thấy đèn vẫn là trên đèn halogen nhé mọi người nhé. Con này thì gương bóng bên ngoài của đèn thì còn rất là mới, mọi người có thể nhìn chi tiết kỹ ấy. Đó, cực kỳ là mới luôn ạ. Và đây, đến tiếp đến đây thì chúng ta có phần lốp đi. Thì chủ cũ đã độ cho chúng ta 4 quả lốp Michelin nhé mọi người nhé. Đó, và date là date năm 2020. Mọi người thì nhìn thấy không? Date năm 2020. Đó, mọi người về thì chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Đó, không về về thay thế bất kỳ một chi tiết gì vì chủ đi cực kỳ là giữ xe. Mọi người thấy phong dáng bên ngoài của em nó tuy đã qua 7 năm sử dụng nhưng mà còn rất là mới, rất là chất luôn mọi người ạ. Thì cùng em tìm hiểu vào bên sâu hơn thì bên trong phần nội thất. Trước tiên về phần cánh cửa thì chúng ta có đây, tích hợp chìa khóa Smart Key rồi nhé mọi người nhé. Đó, và đây là bên trong phần nội thất của chiếc xe. Và cùng em xem da ghế này. Đó, da ghế này cực kỳ là đẹp luôn mọi người ạ. Đó, xe thì trang bị cửa sổ trời, hai ghế điện mọi người ạ, hai ghế điện nhá. Trước này thì là hai ghế điện rồi. Thì đây, màn hình giải trí đã được chủ cũ độ lên rồi. Và đây là điều hòa tự động này. Đó, phanh thì vẫn dùng phanh cơ thôi mọi người ạ. Đời này thì cũng chưa có nhiều option như kiểu đời 2022. Vì thật ra đây cách đây 7 năm thì những chi tiết option đấy cũng chưa được thịnh hành cho lắm. Và đây, đây là hoàn toàn là km nguyên zin mà khi bên em nhập về. Và chủ cũ đi như thế nào thì em để nguyên cho mọi người như thế nhé mọi người nhé. Em cam kết văn bản hoàn toàn luôn là mọi người có thể đi check test thoải mái. Đó, về phần đây là vô lăng của chiếc xe này. Em quay kỹ nước da vô lăng này. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Vô lăng rất là đẹp luôn. Đó, đã được trang bị cả cruise control rồi. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Những cái nút đàm thoại rảnh tay. Đó, mọi người thấy chiếc vô lăng chủ cũ đi giữ gìn nó như thế này mà mọi người ạ. Cực kỳ là đẹp. Thì ở đây thì chúng ta có chế độ i-stop. Đó, và chế độ chống chân trượt. Nó thật ra thì đối với đời 2016 thì có những option như thế này đã quá là một món hời cho quý anh chị rồi. Điều hòa thì dùng điều hòa hai vùng độc lập. Và hàng ghế sau thì siêu rộng rãi luôn. Tội gì mà với 400 triệu chúng ta phải đi mua những chiếc xe như Vios hay là Accent. Tại thay vì đó chúng ta sẽ đi mua những chiếc xe đời cũ như thế này và được thuộc phân khúc hạng D, vừa rộng rãi vừa thoải mái. Quý anh chị có thể tha hồ đi du lịch, đi gia đình cũng có thể rất là rộng rãi và thoải mái quý anh chị ạ. Và đây, tiến đến phần cốp xe thì chúng ta mở cốp lên. Đây, cốp thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Mọi người có thể để hành lý, đi du lịch để hành lý, rất nhiều đồ đạc ở trên xe có thể để đằng sau cốp này. Đó, với tầm tài chính như vậy tại sao mình không chọn một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D nhỉ? Và đây là những cái độ đồ nghề cũng như là lốp sơ cua vẫn còn nguyên nha mọi người nhá, không thiếu bất kỳ một bộ dụng cụ gì cả. Đó, từ kích cho tới những dụng cụ xung quanh là đều còn đủ cả. Đó, xe thì cực kỳ là đẹp. Bên em thì đang giao bán chiếc xe này với tài chính là 475 triệu có thương lượng cho quý anh chị nào đang quan tâm sản phẩm này. Và nếu có quan tâm hãy vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em để dưới màn hình hoặc trực tiếp tới địa chỉ
99 Trương Công Giai xe cũ mỗ lao để xem xe nhé. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.